Đồ má, tao vừa quay là lửa vừa lên luôn, má đẹp. Chào mọi người đến với kênh Thái Nguyễn Vlog. Thì lâu rồi anh em mình không ra video đâu mọi người. Tại vì mình nói mọi người không có tiền với lại điện thoại hư mọi người. Đừng nói lớn người ta biết. Thì hôm nay anh em mình có quay ẩm thực cho mọi người. Quay về. Thôi khó chết luôn mày ơi. Không gì đâu. Thì hôm nay anh em mình có một con quầy tao nè. Hôm nay anh em mình có một con cá chim. Cá chim. Cá chim mọi người. Với lại một con cá chuối. Em chuối. Đi lên nữa hả? Cá chim với mày. Ê, đúng rồi, chỗ đó đúng nè. Thì hôm nay anh em mình sẽ nướng ở đây. Thì dạo đầu anh em mình cũng đã quay cho mình coi là anh em mình nhóm lửa mà nướng mọi người. Thì bây giờ là thôi, nó nhiều quá mất hay giờ. Mọi người đợi anh em mình xíu đi. Từ từ anh em mình quay tiếp cho mọi người. Từ từ anh em mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Anh em mình nướng được món nha mọi người, không biết tụi nó làm gì nữa. Cần chín rồi mọi người. Để mình phóng xa xa cho mọi người coi nè. Đó, gần chín rồi đó. Thấy cái màu đẹp không mọi người? Ê, để tao thử thôi, tao chưa được biết nè. Mày thấy tao cũng muốn rồi. Tao là chưa được biết. Thì tao muốn ăn là tao ăn à. Giờ đang nướng thêm nha mọi người. Cái nữa. Cái gì? Rồi, 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 rồi. Em để. Ôi, đổ cái đĩa gì? Ủa gì vậy? Ờ, để xuống đây, xuống đây, xuống. Để bên đây nè, bên đây nè. Để lên đây nè. Không biết tụi nó làm gì nữa mọi người. Hai anh đi này biết không nha mọi người. Trên cành cây chiếm hót mời em đi học. Cá bằng chín mọi người ơi, giờ mọi người đợi xíu nữa là anh em mình quay rồi ăn cho mọi người ăn rồi quay cho mọi người coi nha mọi người. Mất tiêu làn da trắng nõn luôn rồi. Thơm rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Tôi là đầu bếp của tem nha các bạn. Đầu bếp mà mất tiêu miếng da là mọi người hiểu mọi người. Nè, lên thẳng mặt thằng đầu bếp nè. Đầu bếp cà xuông. Đầu bếp cà xuông. Ông nội tôi hỏi là sao? Mới hỏi ai? Tôi ngồi vậy tôi ngồi tôi quay clip hài hài cho mày ghép vô. Hello mọi người nha. Dạ tôi nói ai nướng đã ăn á. Giờ ngồi không ở đây cũng có ăn nữa bạn. Thôi tôi nằm nha các bạn. Cho nó lại mì làm mình nằm á. Mệt á. Ở không có đồ ăn nữa các bạn ơi. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Mấy thằng làm biến là vậy nè. Dập te tua tê đã. Dập cái xăng luôn. Dạ. Dập về cho mấy xanh. Đừng chín nha mọi người. Ngồi hát một mình như khùng như điên xong rồi. Hồi đó sinh nhật con bền mấy mình quên quay các bạn. Bền ở còn video mà. Còn video mà. Đâu. Ở chút nữa đăng lên. Chút nữa có gì mình cho mọi người coi tấm hình của mình đây. Ở sinh nhật. Có. Có miếng da lên luôn nè chó. Ơ đỡ con gã đó. Ờ đúng rồi đó. Ừ hay quá. Ngon luôn. Nè đây đây. Dịch miếng da lên luôn nè. Đây nha mọi người. Nãy giờ anh em mình chế nướng thì cũng đã chín nha mọi người. Thì giờ mời mọi người à. Để dễ luôn. Bắt đi. Đó. Thì giờ mình bắt đầu ăn nha mọi người. Anh em mình bắt đầu ăn luôn nha mọi người. Chối tục nè.
mày à, mọi người nha. Thì anh em mình nướng rồi mọi người, giờ mình quay xíu rồi mình ăn thôi. Chấm đã. Mời bạn nha. Mọi người cá tới chỉ luôn. Nó có kỷ niệm rồi. Đó, đi chết rồi vậy. Đi làm nha bạn. Gì? Ờ, để giờ rồi quay chứ giờ. À, đúng rồi á. Thôi, ăn này này. Tới chỉ. Đúng rồi, mọi người quay. Nhả ra ngồi đi. Mọi người ăn nha mọi người. Cũng ăn đi mọi người. Đúng là mày gom mấy tay đâu. Nói gì đó nha. Ê da, ta ơi. Đau mấy bạn. Nó lớn hơn anh em. Cô em. Mày cầm chứ. Mày đem anh em. Tôi làm bước bước chơi. Em mình tí. Không lấy cái tay ai. Ghép gì đang đau cái gì ghép. Mày đem anh em. Đang ăn nha mọi người. Này nha, để vô cái đất nè. Đó. Nè. Cái này nha, có cái này nè, mày có cái đó chi. Nè. Từ. Quá thì cay mọi người ơi. Thì bạn khôi nhai đầu của cá mọi người. Thì bạn Tiến đang nướng quá nha mọi người. Nướng con cá chuối thứ hai nha mọi người. Thì anh em mình ăn hết con cá chim rồi nha mọi người. Thì giờ thì anh em mình đợi chín con cá chuối thì anh em mình ăn nha mọi người. Giờ ngồi nói chuyện với mọi người chơi. Tôi chỉ luôn nha mọi người. Ăn là tới cục mất luôn á. Ăn cái tới chị. Mà mình muốn ăn ngon dữ các bạn. Quá chịu giận. Tại vì anh thằng nó ngồi đó là không làm gì hết. Hay nói. Như vậy như vậy. Như vậy nè. Trời ơi. Rớt cái chai, muối nha mọi người. Muối này ngon lắm mọi người. Nếu không ấy thì mình có thể quay sát lại cho mọi người coi. Nhưng mà cái này mình không quay sát được. Cái này là cái thương hiệu khác của cái chỗ khác mà mình không quay lên đây được. Người ta đâu có kêu mình quảng cáo hay là gì đâu. Thì con cá chuối tiếp theo gần chín nha mọi người, đợi anh em mình xíu nha. Thì anh em mình nuôi cá chuối nãy giờ ăn một nửa nha mọi người. Thì video tới đây cũng đã dài rồi, anh em mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Anh em mình xin kết thúc để mình ăn chứ nãy giờ mình ngồi mình quay mình chảy nước miếng vòng vòng mọi người. Thì anh em mình alo mọi người, yêu thích anh em mình thì nhớ để lại một like với lại đăng ký kênh, subscribe kênh cho anh em mình nha mọi người. Thì nhớ comment rồi cho anh em mình biết là món gì cho mọi người. Thì bây giờ thì anh em mình xin bye bye mọi người nha. Bye.